Hello, xin chào các bạn. Không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể quay trở lại cùng với chị ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay hay là chưa? Nhưng mà hiện tại chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi. Nếu như mà các bạn đã có thể lên xem phần phát trực tiếp ở trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nha, được không nào? Các bạn ơi, các em đã có mặt ở đây chưa? Hello, xin chào các bạn. Xin chào các bạn nha. Hiện tại chị đã đang có mặt ở đây rồi. Nếu như mà các bạn cũng đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhé, được không nào? Hello các em, ngày hôm nay chúng mình có một cái trò chơi khá là thú vị với nhau. Chị biết rằng đây không phải là lần đầu tiên mà các bạn cùng chơi với chị cái trò chơi này, nhưng mà chị tin chắc rằng đây cũng sẽ tiếp tục là một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời để bản thân các bạn thấy rằng là đôi khi ấy, chúng mình cùng với nhau chơi một cái trò chơi mà để ôn lại kiến thức ấy, nó sẽ cực kỳ hiệu quả luôn. Thế nên là nếu như mà bây giờ bạn nào đã có mặt ở đây rồi thì hãy truy cập theo cái đường link mà chị vừa để cho các bạn đấy. Các bạn có thấy không ạ? Chị vừa để cái đường link cho các bạn hãy lên cái đường link đấy và sau đó thì các bạn hãy để cái mã code vào, sau đó vào đây tham gia cùng với chị nhá. Hiện tại bây giờ chị đang đợi các bạn vào chơi đây. Được không nào? Hiện tại bây giờ chị đang đợi các bạn vào chơi đây. Ngày mai em thi học kỳ à? Chị chúc Thùy Trang ngày mai sẽ hoàn thành bài thi của mình thật là tốt nha. Bạn nào đạt được số điểm cao nhất trong thời gian ngắn nhất, chị Hiên sẽ có một cái phần quà siêu to khổng lồ về mặt tinh thần, nhưng mà cũng có một chút ở đó vật chất để gửi tặng cho các bạn, được không nào? Thế nên là chị hy vọng là các em sẽ tham gia thật nhiệt tình vào trò chơi ngày hôm nay. Và thể lệ của chúng mình thì các bạn cũng có thể nhìn thấy ở trên rồi, chị đã để cho các bạn rồi đúng không ạ? Các em có thấy không? Các bạn có thấy không ạ? Các bạn có thấy không nào? Mau vào chơi cùng với chị nha, hiện tại chị vẫn chưa thấy có bạn nào vào chơi cùng với chị hết. Đó, hiện tại chị vẫn chưa thấy có bạn nào vào chơi cùng với chị cả. Nên là chị rất là mong là các em có thể nhanh chóng truy cập vào cái đường link mà chị để ở phần trên, được không nào? À, ok, đã có hai người sẵn sàng tham gia cùng với chị rồi. Chị thấy là có bạn Thuyên này. À, chúng mình sẽ cùng leo núi ở trong buổi tối ngày hôm nay. Có bạn Khương Thành Trung này, chị đã nhìn thấy các bạn rồi. Chúng mình sẽ đợi một chút, được không? Chúng mình sẽ đợi leo núi thêm khoảng tầm 3 phút nữa rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Đúng 5 phút là chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn, được không nào? Nào, vào nào. Đây sẽ là một cái cách ôn kiến thức cực kỳ hiệu quả cho chúng mình đấy. Thế nên chẳng có lý do gì mà các bạn lại chần chừ tham gia cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay, đúng không nào? À ok, chị nhìn thấy có thêm bạn Quỳnh Anh cũng mới vào. Mai em mới thi luôn đấy chị. Cố gắng lên nhá. Chị nghĩ là ngày hôm nay dành một chút thời gian vừa thư giãn vừa học tập cũng sẽ là một cái cách rất là hiệu quả. Hãy nhớ là chúng mình sẽ có một phần thưởng dành cho bạn nào trả lời đúng nhất trong thời gian ngắn nhất về những cái phần kiến thức ngày hôm nay. Chị đã thấy có khá là nhiều bạn bắt đầu vào rồi. Đội leo núi của chúng mình đang ngày càng đông hơn một chút rồi. Chị có để link ở trên đấy Khánh Linh ơi. Em xem ở trên phần cáp giúp chị nhé. Chị có để phần link ở trên phần cáp này. Và chị để mã code tham gia nữa. Em điền hai cái đó vào là sẽ ok luôn nha. Em là Mai chị ơi. Ok, chị nhìn thấy rồi. Chị nhìn thấy Mai rồi nhá. Chị nhìn thấy em rồi. Ok, Nguyễn Hồng Vi. Đội leo núi đang càng ngày càng đông đảo. Hey nhô chị, xin chào em. Xin chào em. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ. Chị chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ. Và chị mong rằng là ngày hôm nay chúng mình sẽ được học hỏi cùng với nhau thêm những cái điều mới nhá, những cái điều bổ ích, để hy vọng rằng là các bạn sẽ luôn luôn yêu thích môn văn nhiều hơn nữa, được không? Học văn mong được 9 điểm chị ạ. Bạn nào cũng mong được 9 điểm nhở, đúng không? Bạn nào cũng mong thế cả. Nhưng mà cái quá trình cố gắng của chúng mình thì lại hoàn toàn khác nhau. Đó là lý do tại sao mà dẫn đến việc là có nhiều bạn là cố gắng mãi mà vẫn không được cái số điểm đấy, đúng không ạ? Thế nên là chị mong rằng là các bạn cũng sẽ cố gắng. Điều quan trọng nhất là các bạn phải cố gắng, được không? À, ok các bạn ơi. Tuần nào chị cũng mở như thế này đi ạ. Nào, vào chưa? Bây giờ mới chỉ có 10 người đang tham gia thôi, mà trong khi có hơn 60 bạn đang xem ở đây. Các em ơi, nhanh chóng tham gia vào trong đội leo núi cùng với chị Hiên trong ngày hôm nay để chinh phục những cái câu hỏi về văn học nhá. Các em tham gia chưa? Nhanh chóng, nhanh chóng. Wow, càng ngày càng có nhiều bạn ở đây. Ui, một phát thêm kiểu nhiều bạn cực luôn ấy. Ôi, mỗi người là một con, mỗi người là gì ạ? Mỗi người là một cái chú, một cái con vật rất là đáng yêu, là con gấu này, là con hươu này.
là gì ạ? À, chị thì không biết chị là con gì, chắc là con chim cánh cụt dẫn đầu các em đi trong cái đoàn này. Các bạn ơi nào, vào tham gia nào. Ngày hôm nay chúng mình sẽ có 10 câu hỏi để có thể chinh phục được cái chặng đường lên đến đỉnh Olympia của chúng mình. Và chị rất mong rằng là ngày hôm nay sẽ lựa ra được một bạn có thể giành được vòng nguyệt quế. Và bạn đó sẽ nhận được một món quà từ team học văn chị Hiên. Cách tham gia như thế nào vậy ạ? Các em nhìn thấy ở phần trên nhá, chị đã để cho các bạn cái gì rồi? Chị đã để cho các bạn thứ nhất là một đường link, các bạn vào đường link đó và sau đó thì các bạn sẽ dùng cái mã code để các bạn đăng nhập vào nha. Ok chưa nào? Sau đó thì ngay lập tức chúng mình sẽ tham gia cùng với chị Hiên trong ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ thấy có 70 bạn đang xem rồi, mà hiện tại mới chỉ có 30 bạn đăng vào được thôi. Thế nên là chúng mình sẽ cùng đợi thêm một chút xíu. Hôm nay mà ai không vào được chắc là tiếc lắm nhở. Hôm nay mà ai không vào được đội leo núi xịn sò này chắc là tiếc lắm đây. Chị mong là các em sẽ cố gắng, có thể là do mạng của các bạn bị lag hay như thế nào đấy, nhưng mà các em phải cố gắng lên, cố gắng tham gia vào đội leo núi ở trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng mình thứ nhất là giật phần thưởng về, được không? Thứ nhất là giật phần thưởng về, nhưng mà cái quan trọng hơn là chúng mình sẽ cùng với nhau rèn luyện, cái đấy mới là cái quan trọng, được không ạ? Bấm vào link, sau đó cần mã code. Ô thế á, không cần mã code mà vẫn chơi được á? À thế thì chắc là chị để cái đường link là không cần mã code cho các bạn luôn rồi đấy. Ừ ok, các bạn click vào link giúp chị nha. Được không? Nào nhanh chóng nào, hiện tại có gần 70 bạn rồi. Kem ơi, đã sẵn sàng cho cái chặng đường leo núi của chúng mình ngày hôm nay chưa? Nếu như mà các bạn đã sẵn sàng rồi thì có lẽ là bây giờ chị em mình nên bắt đầu nhở? Các bạn nghĩ là chị em mình nên bắt đầu chưa? Em đang tải phần mềm, chị chờ nha chị. Thương thực sự luôn ấy. Thương thực sự luôn đấy. Rồi các bạn ơi nào, chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau nhá. Sẵn sàng chưa? Các đây chị xem nào. Ở đây có Linh Đan này, có Hoàng Quý này, có Lộc Vũ này. Oh my god. Đợi chị một chút nhá. 40 student là phải lên Premier hay như nào? Hay không vào được nữa? À 40 học sinh đang tham gia rồi. Đúng không? Các bạn ơi, sẵn sàng nhé. Hình như là chỉ được tối đa 40 người à? Phải không? Hình như là chỉ được tối đa 40 người sao ấy, chị vừa thấy cảnh báo ấy. Đào Mỹ Duyên, Huyền Anh, Đặng Thanh Mai, Nhật Tân, Trần Nhi, Nhi. Rồi, các bạn ơi, bắt đầu nhá. Bắt đầu nhá. Lại còn có cả thánh kem trộn ở đâu đấy à? Rồi các bạn ơi, chúng mình sẽ cùng bắt đầu. Sẵn sàng, cùng với chị nhá. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Ok. Nào, chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau nhá. Các bạn ơi nào, chuẩn bị trả lời đi. Câu hỏi đầu tiên này, đoạn trích chị em Thúy Kiều nằm trong phần nào của tác phẩm truyện Kiều? Nhanh chóng trả lời nào để xem ai là người vượt lên trước nhá. Ở đây chúng mình có một cái bảng theo dõi. Nào. Nào các bạn ơi. Wow, Nguyễn Văn Thuyên đang đứng đầu nhá. Câu hỏi số 2, cảnh sắc mùa xuân được gợi tả như thế nào qua 4 câu thơ đầu? Dễ quá. Dễ không, dễ không? Qua 4 câu thơ đầu trong trích đoạn cảnh ngày xuân đấy. Nào, tiếp tục này. Ôi, câu này hình như mọi người vẫn chưa trả lời hết. Mọi người trả lời theo nhá. Ok không? Đây là câu số 2, tiếp tục. Câu hỏi số 3 dành cho đoàn leo núi. Câu thơ Giếng nước Gốc Đa nhớ người gia lính sử dụng biện pháp tu từ nào? Hiện tại bạn Nguyễn Văn Thuyên vẫn đang là bạn có cái số điểm cao nhất, trả lời rất là nhanh.
Ôi, có rất là nhiều bạn vẫn chưa đúng câu nào này. Các em ơi, cố gắng lên. Nào, chỉ còn 5 giây nữa thôi. Cảnh ngày xuân em không được học á. Ôi, đó là một cái trích đoạn rất hay trong tác phẩm truyện Kiều Nguyễn Du đấy em ạ. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo này. Có ý kiến cho rằng bài thơ Đồng Chí cũng khai thác cái đẹp và chất thơ trong cái bình dị bình thường của đời sống chiến tranh, đúng hay sai? Nào các bạn ơi, cùng cố gắng nào. Ừ, đúng rồi, tối đa chỉ được có 40 người vào thôi. Thế nên là chúng mình không có thể được, không có thể tham gia vào được. Lần sau các bạn cố gắng nhanh hơn nhé. Câu hỏi tiếp theo. Đúng ạ. Câu hỏi tiếp theo dành cho chúng mình đó là: tác giả lấy cảm hứng nào để viết tác phẩm Đoàn Thuyền Đánh Cá? Đây là một trong số những cái tác phẩm rất tiêu biểu của nhà thơ Huy Cận. Một nhà thơ trước cách mạng thì đã từng nói rằng là gì ạ? Tâm niệm như thế nào ạ? À, nhà thơ Hoài Thanh có viết một cái câu rất là hay như thế này. Đó là đời chúng ta nằm trong... không phải, nhà phê bình văn học Hoài Thanh từng viết một cái câu rất hay như thế này: đời chúng ta nằm trong bể chữ tôi, mất bể rộng ta đi tìm bể sâu, nhưng càng đi sâu càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng cùng Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng tình yêu đã khép, nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền. Điên cuồng rồi lại tình, say đắm vẫn bơ vơ, ta ngơ ngẩn buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận. Không biết là các bạn có biết đến cái lời nhận định rất là hay của nhà phê bình văn học Hoài Thanh dành cho những tác giả thuộc về phong trào thơ mới hay không? Rồi, nhân vật trữ tình trong bài thơ Bếp Lửa là ai? Một bếp lửa trờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp ưu nồng nượm, cháu thương bà biết mấy nắng mưa. Lên 4 tuổi cháu đã quen mùi khói, năm ấy là năm đói mòn đói mỏi. Có nhớ không ạ? Rồi, khổ thơ sau thể hiện nội dung gì? Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể, hồi chiến tranh ở rừng vầng trăng thành chi kỷ. Đây là một cái đoạn thơ trong tác phẩm Ánh Trăng của nhà thơ Nguyễn Duy, đúng không ạ? Là một cái lần mà để cho nhân vật trữ tình tự nhìn nhận lại bản thân mình đã sống như thế nào trong những năm tháng vừa qua, khi mà chợt quên đi ánh trăng, là cái người mà gì ạ, là người bạn của mình, là tri kỷ của mình. Rồi ok, nào các bạn ơi, tiếp tục nào. Tiếp tục qua câu hỏi số 7, chúng mình cùng đến với câu hỏi tiếp theo nhá. Tham gia trò chơi kiểu gì vậy chị em ơi? Hiện tại là đã hết gọi là hết slot dành cho các bạn tham gia chơi rồi. Thế nên chị rất là tiếc, thực sự là rất là tiếc cho em, bởi vì là Nếu như mà muốn chơi thì chắc là em phải đợi buổi sau nhá. Rồi câu hỏi tiếp theo, tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân thuộc thể loại nào? À, đây là một... À, chị tí thì nói ra đáp án các bạn ạ. Tí nữa thì chị nói ra đáp án đấy. Rồi, nào tiếp tục nào. Tác giả đặt nhân vật chính vào tình huống như thế nào? À, tức là nhân vật ông hai ấy. Câu hỏi này là tác giả đặt nhân vật ông hai vào tình huống như thế nào trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân, được không ạ? Thế nên là nếu như mà bạn nào mà có đáp án thì các em cũng có thể tham gia bằng cách là các em sẽ trả lời ở đây giúp chị nhá, được không ạ? Chúng mình sẽ trả lời ở đây giúp chị, được không nào? Chính xác là truyện ngắn, đúng không? Truyện là truyện TR như Thu Thủy nhá. Câu chuyện thì mới là CH, còn truyện ngắn thì phải là truyện TR nhá, được không nào? Rồi, câu hỏi số 10 của chúng mình. Vấn đề thèm người của anh thanh niên trong Lặng Lẽ Sapa có thể hiểu là gì? Hiểu ở đây là hiểu theo cái ý nghĩa sâu xa nhá, được không ạ? Chứ không phải là chỉ là một cái mà chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài, mà quan trọng nhất là cái vấn đề chúng ta hiểu, là cái vấn đề chúng ta đã phải bóc tách ra rồi, được không ạ? Rồi, à, nào các bạn ơi. Nào, rất là nhiều những cái câu hỏi để cho các bạn có thể ôn lại kiến thức cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay, đúng không nào? Câu hỏi số 11, nội dung văn bản Chiếc Lược Ngà trong sách giáo khoa chủ yếu viết về điều gì? Đây là một cái truyện ngắn rất là hay của tác giả Nguyễn Quang Sáng, kể về... Đấy, tí nữa thì lại nói ra đáp án rồi đấy, nhưng mà thôi, may quá vẫn kịp dừng lại, được không ạ? May quá là vẫn kịp dừng lại.
câu hỏi số 11 rồi, chúng mình chỉ còn 4 câu hỏi nữa là cán đích thôi. Hiện tại bây giờ chị đang nhìn thấy ở đây là có một bạn có nickname là Kari Wang là đang được 7.297 điểm là cao nhất. Nhưng mà không biết là có ai có thể lội ngược dòng ở trong những cái câu hỏi tiếp theo nữa hay không. Cái đấy thì chưa biết, còn phải tiếp tục chờ đợi các bạn ạ. Rồi, biện pháp thu từ nào được sử dụng trong những câu sau? Thấy sao trời và đột ngột cánh chim, như xa như ùa và buồng lái, bụi phút tóc trắng như người già, mưa tuôn mưa xối như ngoài trời. Câu này siêu dễ luôn đúng không? Đây đều là những cái câu thơ mà được trích trong bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Hình ảnh những cái anh thanh niên, hình ảnh những người lính Trường Sơn còn rất là trẻ băng qua những chặng đường vất vả để chở những cái chuyến xe cung cấp nguyên nhân lực, vật lực đúng không ạ? Cho cái cuộc kháng chiến ở miền Nam Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đúng không nào? Rồi, dòng nào nói đúng nhất về điều mà Nguyễn Thành Long ca ngợi trong Lặng lẽ Sapa? Đây là một trong những cái câu hỏi về tác phẩm Lặng lẽ Sapa, truyện ngắn Lặng lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long đúng không ạ? Và đây cũng là một cái câu chuyện để chính chúng ta tự nhìn lại bản thân mình, chúng ta đã sống như thế nào đúng không ạ? Và chúng ta nhìn về những cái con người trong thời chiến họ đã sống như thế nào đúng không? Để chúng ta biết ơn và trân trọng những cái gì mà chúng ta đang có. Rồi, câu hỏi chỉ còn 2 câu hỏi nữa thôi ạ, là chúng mình sẽ kết thúc cái trò chơi ở trong buổi tối ngày hôm nay cùng với nhau. Và chị sẽ nói qua với các bạn một chút xíu về đáp án của những cái câu hỏi ở trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Được không nào? Các bạn ơi, ok. Câu hỏi số 14, phép so sánh ở phần in đậm trong câu văn sau có tác dụng gì? Còn anh đứng sững lại đó, nhìn theo con, nỗi đau đớn khiến mặt anh sầm lại trông thật đáng thương và hai tay buông xuống như bị gãy. Rồi, chị ơi bao giờ lại chơi ạ? Nếu như các bạn hưởng ứng trò chơi này thì chị sẽ cố gắng tổ chức một tuần một lần cho các bạn, được không ạ? Hưởng ứng bằng cách là hãy giúp chị like này, hãy giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này này, được không ạ? Đấy là cái cách hưởng ứng, comment tag bạn bè của mình vào này để chị có thể cố gắng và nỗ lực hơn nữa tham gia cùng với các bạn trong những cái trò chơi này để chúng mình có thể ôn lại phần kiến thức, được không nào? Quan trọng nhất là như vậy, được không? Còn đương nhiên là sẽ hơi một chút hạn chế bởi vì tối đa là chúng mình chỉ được có 40 người tham gia thôi. Câu hỏi cuối cùng của chúng ta rồi các bạn ơi. Em ơi, hình như được kết nối lại đúng không? Chị không rõ nữa. Vừa rồi tự nhiên sập điện mất cái duỳnh. Các bạn ơi, em đã quay trở lại chưa? Các bạn xem được không? Được không? Quay trở lại được chưa ạ? Xem được không các bạn? Tự nhiên nó bị mất cái rụp các bạn ạ. Chị hoang mang quá. Chị hoang mang style kinh khủng luôn, là không hiểu là chuyện gì xảy ra thế. Các bạn ơi, các bạn quay trở lại cùng với chị chưa? Ôi chị sợ quá. Nãy giờ vẫn xem được á. Không ngờ luôn đấy. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chị sẽ cùng chữa với các bạn những cái câu hỏi chính trong buổi tối ngày hôm nay mà chúng ta cùng với nhau tìm hiểu nhá. Được không nào? Chị sẽ chữa cùng với các bạn những cái câu hỏi chính trong buổi tối ngày hôm nay chúng mình tìm hiểu. Các bạn nhìn vào đây thì các bạn cũng đã có thể thấy rồi.
À, bạn mà được điểm số cao nhất đó chính là bạn Hoàng Ngân. Và Hoàng Ngân ơi, em hãy nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để nhận một món quà để của team chị Hiên nhé. Còn lại ở đây thì có một cái bạn ngay sát đằng sau thôi, bạn Kari Wang đã dẫn đầu rất là nhiều những cái câu hỏi rồi. Thế nhưng cuối cùng lại bị Hoàng Ngân lộn ngược, đúng không? Thế nên là chị thì chị mong là bản thân các bạn cũng sẽ cố gắng hơn ở trong những lần sau. Ok chưa nào? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm đáp án của những cái câu hỏi trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé. Chúng mình sẽ cùng đi tìm với nhau những cái câu hỏi, đáp án của những câu hỏi ở trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị. Ok không nào? Chị đang muốn xem là cái câu hỏi. Để xem là ở đâu nhá. Câu hỏi đầu tiên của chúng mình. Đợi chị một chút nha. Các bạn ý chơi xong rồi. Các bạn ý chơi xong rồi. Đây các bạn ơi, chúng mình có thể nhìn thấy ở đây nhá. Chúng mình cùng chữa qua các câu hỏi nha. Rồi ở đây này, các bạn có thể nhìn thấy trích đoạn chị em Thúy Kiều nằm trong phần nào. Thì chúng ta thấy rằng là trong truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du thì có bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất có tựa đề là Gặp Gỡ và Đính Ước. Phần thứ hai là Gia Biến và Lưu Lạc. Phần thứ ba là cái phần đoàn tụ, đúng không? Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là cái phần đoạn trích chị em Thúy Kiều này tập trung vào việc là gì nhỉ? Miêu tả về cái gì ạ? À, miêu tả về vẻ đẹp của chị em Thúy Kiều. Và cái phần này thì nằm ở phần 1. Và phần 1 này thì có tựa đề là Gặp Gỡ và Đính Ước. Thế nên là các bạn sẽ hết sức lưu ý nhé. Đây sẽ là cái câu trả lời cho đáp án. Đáp án của chúng ta sẽ là đáp án Gặp Gỡ và Đính Ước. Ok chưa nào? Rồi câu số 2. Cảnh sắc mùa xuân được gợi tả như thế nào trong 4 câu thơ đầu? Được không ạ? Cảnh sắc mùa xuân. Chị xin lỗi, đợi chị một chút. Cảnh sắc mùa xuân được gợi tả như thế nào ở trong 4 câu thơ đầu? Đây các bạn có thể nhìn thấy này, ở trong 4 câu thơ đầu, trong trích đoạn, cụ thể câu hỏi này là trong trích đoạn Cảnh ngày xuân ở trong tác phẩm truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Thì chúng ta thấy rằng là 4 câu thơ đầu đó là ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thì chúng ta thấy rằng là chắc chắn là ở trong đây nó sẽ phải nói về vẻ đẹp của thứ nhất. Đó là gì nhỉ? Hình ảnh chim én này, trao liệng trên bầu trời, đúng không? Thiều quang chín chục đã ngoài 60 là một cái không gian tràn ngập ánh sáng. Và đó là ánh sáng của những ngày gì ạ? Bắt đầu bước vào tháng 3 rồi, đúng không nào? Hình ảnh của cỏ non, một cái vẻ đẹp rất là tinh khôi, tràn trề nhựa sống. Và đó là hình ảnh của cành lê, hoa lê trắng điểm xuyết khiến cho cảnh vật trở nên sinh động và có hồn hơn. Vậy thì đáp án của chúng ta chắc chắn sẽ phải là đáp án D, cả 3 đáp án trên. Ok chưa ạ? Nhá, các bạn lưu ý giúp chị nha. Tiếp tục này, câu hỏi tiếp theo của chúng mình đó chính là câu thơ Giếng nước gốc đa nhớ người gia lính được sử dụng biện pháp tu từ nào? Thì đáp án của chúng mình đó chính là nhân hóa và hoán dụ. Đúng không ạ? Nhân hóa ở đây thì các bạn đã thấy rất là rõ rồi. Đó là cái hình ảnh gì ạ? Giếng nước gốc đa vốn dĩ là những cái vật vô tri, thế mà bây giờ lại biết nhớ thương, đúng không ạ? Sử dụng những cái gì đặc tính của con người để gán vào cho sự vật, đúng không nào? Để làm cho cái sự vật đó trở nên gần gũi hơn. Thế nhưng mà ở đây cũng đồng thời sử dụng thêm biện pháp tu từ hoán dụ. Chúng ta thấy rằng là biện pháp tu từ hoán dụ được hiểu một cách đơn giản là chúng ta gì ạ? Là chúng ta gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên của một sự vật hiện tượng khác dựa trên cái mối quan hệ gần gũi. Và chúng ta sẽ thường chia ra làm 4 loại hoán dụ chính. Đó là lấy một bộ phận để gọi toàn thể, lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng, lấy dấu hiệu của sự vật để gọi các sự vật,
và lấy những cái chỉ, những cái cụ thể để nói về những cái trừu tượng. Thì ở đây, hình ảnh giếng nước Cốc Đa chính là cái hình ảnh hoán dụ, lấy một cái sự vật để chỉ, lấy một cái bộ phận để chỉ toàn thể. Và muốn nói ở đây, đó chính là tình cảm của quê hương, tình cảm của những người ở lại dành cho những người lính ra đi. Được không nào? Nhá. Thì đây, chúng ta thấy rằng đáp án của chúng mình sẽ là đáp án này các bạn nhé. Rồi tiếp tục đây. Có ý kiến cho rằng đồng chí, bài thơ đồng chí khai thác cái đẹp và chất thơ trong cái bình dị đời thường trong đời sống của chiến tranh đúng hay sai? Chắc chắn câu trả lời của chúng ta phải là đáp án đúng rồi, đúng không ạ? Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. Đúng không nào? Ruộng nương anh gửi bạn thân cầy, gian nhà không mặc kệ gió lung lay, giếng nước Cốc Đa nhớ người xa lính. Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người vừng trán ướt mồ hôi. Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười bút giá, chân không giày, thương nhau, tay nắm lấy bàn tay. Tất cả những cái mà Chính Hữu đưa vào trong bài thơ của mình đều là những cái bình dị đời thường trong đời sống chiến tranh. Tôi hữu gì ạ? Chính Hữu không hề làm gì ạ? Làm nó khác đi. Mà Chính Hữu ở đây chỉ miêu tả một cách chân thực nhất về cuộc sống của những con người sinh ra trong thời chiến, và cụ thể ở đây là hình ảnh những người lính mà thôi. Ok chưa nào? Nhá. Tiếp tục, tác giả lấy cảm hứng nào để viết bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá? Đây là gì ạ? Tác phẩm của nhà thơ Huy Cận. Và đây là một cái tác phẩm gì ạ? À, lấy cảm hứng về lao động và về thiên nhiên. Và đáp án của chúng mình là cả A và B đều đúng nhá. Rồi câu tiếp theo, nhân vật trữ tình trong bài thơ Bếp Lửa là ai? Đương nhiên rồi, đó là người cháu. Đúng không ạ? Người cháu giống như là kể lại những cái kỷ niệm và tự bộc bạch những cái tình cảm dành cho người bà của mình. Đúng không ạ? Dành cho người bà của mình. Ok chưa nào? Và đây ạ, khổ thơ sau thể hiện nội dung gì? Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể, hồi chiến tranh ở rừng, vầng trăng thành tri kỷ. Đáp án của chúng mình đó chính là hình ảnh vầng trăng gắn bó với người lính như người tri kỷ từ khi còn nhỏ và trong chiến đấu. Ok không ạ? Các bạn sẽ lưu ý giúp chị nhé. Được không nào? Các bạn ơi, đợi chị một chút xíu nhé. Chưa các bạn, được không nào? Và đây chúng ta có thêm một cái câu hỏi nữa, đó chính là tác phẩm làng của nhà văn Kim Lân thuộc thể loại nào? Đương nhiên rồi, đây là truyện ngắn, được không ạ? Rồi còn lại những cái câu hỏi phía sau đều là những cái câu hỏi rất là hay, nhưng mà trong khuôn khổ của buổi tối ngày hôm nay thì chị chỉ có thể giải đáp cho các bạn những cái vấn đề như vậy thôi. Chị rất là hy vọng sẽ sớm được quay trở lại gặp các bạn để chia sẻ với các bạn nhiều những cái phần kiến thức và thông tin thú vị hơn về chia sẻ với các bạn nhiều hơn về kiến thức môn văn các em nhá, được không nào? Và nếu như buổi tối ngày hôm nay các bạn cảm thấy rằng trò chơi này rất hữu ích cho các bạn và mong muốn rằng là chị Hiên có thể tổ chức nhiều trò chơi như vậy hơn nữa, thì đừng quên like cho chị và có thể phản hồi cho chị rằng là em rất muốn chị có thể làm thêm nhiều trò chơi nữa để bọn em có thể tăng cường về kiến thức. Hoặc nếu như các bạn muốn chị giảng thêm cho các bạn về bài nào thì cũng rất là ok đấy, được không? Chị rất sẵn lòng. Còn buổi tối ngày hôm nay chị chúc cho các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp bên gia đình và những người thân yêu nhé. Đừng quên theo dõi fanpage Học Văn Chị Hiên Trung Học Cơ Sở để chúng mình có thể chia sẻ với nhau rất là nhiều những kiến thức thú vị trong văn học nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi tiếp theo nhé. Bye bye.